Xin chào các thầy cô. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các thầy cô cách tạo đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint. Và đây là một chiếc đồng hồ đếm ngược 5 giây mà mình đã tạo sẵn. Mời các thầy cô quan sát. Khi click vào màn hình thì đồng hồ sẽ tiến hành đếm ngược từ số 5 cho đến khi hết giờ. Để thiết kế một chiếc đồng hồ đếm ngược như thế này thì các thầy cô cần chuẩn bị đó là hình ảnh đồng hồ, hình ảnh các số và một cái file nhạc chuông, rung chuông vàng, một hình ảnh, một hình nền. Các thầy cô có thể search ở trên Google hoặc có thể tải ở cái link mà tôi đã đặt ở phần mô tả bên dưới video. Và sau đây thì mời các thầy cô cùng quan sát các bước thực hiện. Trước tiên thì mình sẽ tạo một cái file mới và mình xóa những cái text box này đi trông cho nó đỡ rối mắt. Tiếp theo là sẽ chèn cái hình ảnh đồng hồ bằng cách là vào Insert, chọn Picture, chọn Zip Device và ta sẽ tìm đến cái nơi mà chúng ta đặt cái file đồng hồ. Tiếp đến là chúng ta sẽ tải, ta sẽ chèn cái hình nền và các thao tác thì cũng tương tự. Ở đây thì tôi sẽ cắt cái hình nền này cho nó thành hình tròn. Chúng ta vào crop, chọn crop to shape và chọn oval. Hình nền này thì nó đang là hình ellipse cho nên là chúng ta sẽ kéo lại một chút cho nó thành hình tròn. Sau khi thấy đã tròn rồi thì các thầy cô nhấn giữ phím shift và đưa con trỏ chuột tới các góc. Khi thấy mũi tên hai chiều thì chúng ta sẽ tiến hành kéo. Cách làm như thế này thì sẽ giúp cho cái đối tượng của chúng ta nó sẽ giữ nguyên định dạng. Ở đây chúng ta sẽ chỉnh lại một chút cho nó vừa với cái mặt đồng hồ. Tiếp đến là tôi sẽ nhân bản hình nền này bằng tổ phím Ctrl D. Mục đích nhân bản cái hình nền này là tôi sẽ tạo một cái hiệu ứng cho cái hình nền và sau đó là sẽ chèn cái file âm thanh mở đầu cho đồng hồ. Đối với hai cái đối tượng là đồng hồ và hình nền này thì tôi sẽ gom chúng lại là một bằng cách là chọn cả hai đối tượng, sau đó nhấn chuột phải chọn group và chọn group. Và đây thì ta đã thấy rằng nó đã gộp thành một đối tượng mà chúng ta có thể dễ dàng di chuyển hình đồng hồ. Ở đây tôi đưa nó về phía bên góc trái này, sau đó cũng di chuyển cái hình nền này, đưa nó về vị trí mặt đồng hồ, chọn animation để tạo hiệu ứng này, chọn hiệu ứng shape. Sau đó chọn animation pen. Ở đây thì tôi sẽ vào một timing, chọn effect. Còn một sound thì tôi sẽ kéo đến dòng cuối cùng, chọn other sound. Và chúng ta cũng sẽ tìm đến địa chỉ mà chúng ta đặt nhạc chuông. Ok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ chèn hình các số. Ta cũng vào Insert và vào Picture. Sau đó các thầy cô click chuột vào một hình, giữ phím Ctrl và chọn các hình tiếp theo và nhấn Insert. Vì là số 5 tôi sẽ to cho nó hiệu ứng xuất hiện đầu tiên cho nên là tôi sẽ xếp nó xuống vị trí cuối cùng. Thì tôi sẽ sắp xếp lại vị trí của các số này. Tiếp đến số 4, khi ta kéo số 4 ra đây thì ta thấy nó bị che bởi số 5, vì vậy là ta sẽ phải nhấn chuột phải vào đây này và chọn Blend to Phone. Các thầy cô không cần phải xếp cho nó trùng khít lên nhau, tí nữa chúng ta sẽ thực hiện lệnh ở trong máy. Các số khác chúng ta cũng thực hiện tương tự.
Sau đó chúng ta tiến hành chọn tất cả các số này. Chọn Align. Chọn Align Left để cho nó căn thẳng về bên trái này. Sau đó chọn Align Middle để cho nó căn giữa. Bước tiếp theo là tôi sẽ cắt các số này, cắt hình các số này để cho nó thành hình tròn. Bằng cách là vào Crop và Crop to Shape. Chọn Oval này. Và tôi sẽ chọn đường viền cho các cái hình này. Chọn cho nó một cái nét đường viền cho đậm một chút này. Sau đó thì tôi sẽ chọn Animation và cũng chọn hiệu ứng Shape. Ở mục Start thì tôi sẽ chọn After Previous. Cái mục Duration này, tức là cái thời gian chờ này, thì ta sẽ cho nó xuống khoảng 1.50 thôi. Chọn cho các hiệu ứng này cái âm thanh xuất hiện. Ở đây tôi chọn hiệu ứng là Click. Hiệu ứng này thì nó sẽ gần giống với cái tiếng tích tắc của đồng hồ. Tôi đã chọn nhầm. Tôi đã chọn nhầm. Đây, click đây. Đó. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đưa các số này về cái vị trí mặt đồng hồ. Đây nó hơi to một chút thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa cho nó bé lại. Rồi. Rồi. Và cuối cùng thì tôi sẽ chèn một cái hình tròn có chữ hết giờ. Bằng cách là vào Insert, chọn Shape. Chúng ta chọn oval này. Click chuột ra đây. Chọn nền màu trắng. Chúng ta cũng giữ shift và chỉnh sửa cho nó to lên một chút này. Sau đó chọn nháy chuột phải. Chọn Exit Text. Gõ vào đây chữ hết giờ. Sau đó chúng ta đổi màu này. Chọn phông. Chọn thanh như. Cho chữ đậm. Và cỡ chữ to lên. Chọn cùng kiểu đường viền và cùng cỡ đường viền. Sau đó chúng ta sẽ tạo hiệu ứng cho cái hình tròn hết giờ này bằng cách là chúng ta nháy chuột vào hình tròn số. Sau đó chọn Animation này. Ở đây chúng ta kích chuột vào Animation Pane. Khi chúng ta thấy hình một chiếc chổi sơn như thế này thì chúng ta sẽ kích chuột vào hình tròn hết giờ. Ở đây thì toàn bộ những cái hiệu ứng của cái hình tròn mà chúng ta đã chọn trước đó, nó sẽ copy. Nó sẽ được copy sang cái hình tròn hết giờ này, kể cả cái âm thanh xuất hiện. Vì vậy là tôi sẽ đổi cái âm thanh xuất hiện ở đây. Tôi sẽ chọn cái drum roll, giống như là cái tiếng trống rất là dồn dập. Đó. Sau đó tôi sẽ đưa cái hình tròn hết giờ vào đây. Để tiến hành chỉnh một chút. Bây giờ chúng ta cùng quan sát thành quả nhé. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thiện một chiếc đồng hồ đếm ngược với các thao tác rất là nhanh và đơn giản, đúng không nào? Thường thì các thầy cô sau khi mà tạo xong một cái bài giảng PowerPoint thì các thầy cô sẽ lưu lại cũng dưới dạng PowerPoint, đúng không nào? Vậy thì ngoài cái cách mà chúng ta lưu dưới file PowerPoint
Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô lưu cái đồng hồ này dưới dạng video để chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều lần cho những bài giảng tiếp theo. Vì nếu như chúng ta lưu dưới dạng PowerPoint thì nhiều khi chúng ta copy có thể gây mất định dạng rồi là mất những cái hiệu ứng của đồng hồ. Để lưu cái file này dưới dạng video thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ click chuột vào cái biểu tượng shape ở góc trái màn hình này, hoặc là vào file, chọn shape. Sau đó chúng ta sẽ chọn đến một địa chỉ mà chúng ta cần lưu cái video này. Ở đây tôi chọn là đồng hồ đếm ngược ở desktop nhé. Sau đây tôi sẽ đặt tên cho đồng hồ. Và ở cái dòng Save as Time này thì tôi sẽ chọn đó là Windows Media Video. Chọn Save. Khi đó chúng ta sẽ thấy một cái thanh xuất hiện ở bên dưới như thế này. Tức là cái video này đang được xuất bản và chúng ta phải chờ một lúc. Vậy là video đã được xuất bản xong và chúng ta cùng kiểm tra nào. Và như vậy là chúng ta đã có một cái video về đồng hồ đếm ngược rất là chuyên nghiệp được xuất bản từ PowerPoint. Và để chèn video đồng hồ đếm ngược thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở cái file mới thì chúng ta sẽ chọn này, Insert, chọn Video, chọn Zip cái file này, và chúng ta sẽ tìm đến cái thư mục mà chứa file đồng hồ đếm ngược. Và đây chính là cái video mà chúng ta vừa tạo này. Đây chúng ta có thể thu nhỏ lại nhé. Và cái video này thì thường mình cắt ở bên này thì tôi sẽ cắt nó đi bằng cách là vào crop này. Đó, sau đó là chúng ta cắt này, cắt cho nó gọn lại. Nào, vào đây bây giờ là chúng ta sẽ thử nhé. Và như vậy là chúng ta đã vừa thực hiện xong cái việc là tạo một chiếc đồng hồ đếm ngược với các hình ảnh. Thì tôi tin rằng là sau khi xem xong video này thì các thầy cô có thể thiết kế một chiếc đồng hồ giống như thế này, hoặc có thể thiết kế những cái đồng hồ đếm ngược theo ý tưởng của mình, chẳng hạn như là một chiếc đồng hồ đơn giản như thế này. Và với cái đồng hồ mà có cái thiết kế đơn giản như này thì chúng ta cũng thực hiện hoàn toàn tương tự, chỉ có khác là chúng ta sẽ không sử dụng các cao số có sẵn mà chúng ta sẽ chèn số từ cái hộp loại xếp, và chúng ta chọn ô van này, sau đó chúng ta nháy ra màn hình. Và các thao tác thì cũng tương tự như là chúng ta đã tạo cái vòng tròn hết giờ. Thì tôi đã hướng dẫn các thầy cô cách tạo một đồng hồ đếm ngược 5 giây. Với các thao tác tương tự thì các thầy cô có thể thực hiện cái việc là thiết kế đồng hồ đếm ngược 10 giây. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.